Trà ơi, nghĩ là chỉ còn có đến đây được thôi. Em và anh sẽ xa nhau mãi mãi, nhưng anh tin rằng tình yêu của chúng ta vẫn đẹp mãi, và hình bóng anh vẫn ngự trị mãi trong trái tim em. Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần trên con đường nhỏ quê hương, nhìn xa xa những đợt khói hoàng hôn đang quyện kính trên sớm nhà. Tặng yêu cô khiến em không làm sao quên được buổi chia tay, nhiều kỷ niệm đêm tiếng đưa ngập tràn niềm thương nhớ, nào biết xa đi là ngàn dặm khó quay về. Rồi em đã cam phận sống bình yên và đã từ chối những điều mình đã để lưu giữ kỷ niệm một thời con gái mà giờ đây lưu lại thương thương. Cũng giống như câu chuyện thuở xưa nào, có một người vùng đất là bóng dừng chân mẹ một đôi hôn nhung, nhưng không ngờ cây gai quá hồng quá bén, một giọt máu đau còn sót lại dưới cành hoa. Rồi người khách ra đi không bao giờ trở lại, cha đã quên luôn giọt máu của riêng mình. Thôi nha, từ đây cách biệt rồi, cảm ơn anh, dạ cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn những cái lời thân thương của chị gửi tặng, xin cảm ơn. Cảm ơn những tràng vỗ tay cảnh hoa thân thương của quý vị dành tặng cho nghệ sĩ Hàn Ni, quán quân Bông Lúa Vàng. Linh tài tôi trở về đây sau bao năm dài xa cách, nhưng có ngờ đâu giờ tặng mặt nhau, thuyền kia tánh bến sang ngang tìm gì nơi bến mới, nếu có con chăng là những dòng lời đắng cay trào dân khuya mắt ngôi xe tắt tim tôi, bao nỗi niềm thương nhớ để thương để chờ đợi đãi chờ đợi người xưa mà đã xa nhau mười mấy năm.
trường. Vì dạng chờ nỗi qua thứ đôi hồ, bà ơi tôi là một người đẹp thương để em nhớ suốt 18 năm trường tôi chôn dấu qua tuổi thơ. Những mong tôi trở về đây gặp lại cô. Nãy giờ giới thiệu mà không được ca nhiều cho nên lên ca câu cho đỡ ghiền. Dạ mời tiếng hát cho luôn, tại vì anh em nghệ sĩ ca sĩ rất là nhiều, đặc biệt là tiếng hát của quý một khách nữa, cho nên là Thanh sẽ không được hát nhiều cho nên lén lén bữa một câu vậy đó. Dạ cho đỡ ghiền. Dạ. Dạ mời tiếng hát của Nguyễn Hồng Hạnh. Bên xuống đèo down.
đàn. Cảm ơn nhạc sĩ, đờn hay quá. Dạ.